chúng ta nghiên cứu tới chương cuối cùng, đấy là hệ thống quản lý bộ nhớ. Và phần đầu tiên tôi xin giới thiệu đấy là những cái vấn đề lớn nhất về hệ thống quản lý bộ nhớ, những kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý bộ nhớ. Trước mắt, bộ nhớ mà chúng ta muốn quản lý ở đây là bộ nhớ chính chứ không phải là bộ nhớ phụ. Bộ nhớ chính chúng ta vẫn gọi là RAM ha, là cái thiết bị duy nhất, thiết bị lưu trữ duy nhất mà thông qua đó CPU có thể trao đổi thông tin với môi trường ở bên ngoài. Tức là CPU là bộ xử lý trung ương của máy tính, nhưng mà để làm việc với các cái đối tượng khác á, thì thường nó làm việc qua RAM thôi. Ví dụ như muốn thao tác với một thiết bị nhập, thực ra thì dữ liệu từ thiết bị nhập nó sẽ được đưa vào RAM và CPU thao tác với cái nội dung trên RAM. Một chương trình chẳng hạn có thể là nằm trên đĩa cứng, có thể nằm trên đĩa USB, nằm trên đĩa CD gì đó nếu chúng ta sử dụng máy PC chẳng hạn. Thì chương trình có thể nằm đâu đó nhưng mà không phải nằm trên RAM. Nếu mà mới bật máy lên thì chắc chắn là không phải chương trình nằm trên RAM rồi, bởi vì RAM là vùng nhớ mà tắt máy nó sẽ mất, đúng không? Thì chúng ta muốn chạy một chương trình, chúng ta sẽ phải làm một thao tác. Mặc dù chương trình nằm đâu đó trên đĩa nhưng mà CPU nó lại không thể nào nhảy tới cái nơi chứa chương trình để mà nó lấy từng lệnh đó mà nó chạy. Chúng ta muốn chương trình chạy được thì nội dung chương trình phải nạp vô RAM. Tức là đoạn code của tiến trình á, các cái lệnh của tiến trình là phải nằm trong RAM. Cơ chế máy tính là như vậy. Cơ chế máy máy tính cơ bản của chúng ta, máy theo kiến trúc Windows á, đó là chương trình thì nằm trên bộ nhớ ngoài, là những thiết bị gì đó tùy, và muốn chạy được thì các lệnh chương trình, tức là nội dung chương trình phải được đưa vào RAM, rồi dữ liệu của những thiết bị nhập xuất, các tín hiệu nhập xuất, dữ liệu của các thiết bị nhập xuất cũng phải nằm trên RAM thì CPU mới truy xuất được. Dĩ nhiên CPU muốn gửi tín hiệu cho thiết bị xuất, gửi dữ liệu cho thiết bị xuất thì nó cũng đưa dữ liệu đó vô RAM, và chúng ta sẽ có những cái hàm của thiết bị chỉ định ra là cái nội dung nào trên RAM sẽ được đưa tới thiết bị. Hoặc là chúng ta nếu mà gửi dữ liệu ở cái mức đơn giản á, ở mức từng bit một á, thì chúng ta có thể gọi tới các ngắt. Nhưng mà coi như về cơ bản, RAM là thiết bị lưu trữ duy nhất mà CPU có thể làm việc được. Và RAM được tổ chức theo cơ chế nó là một cái mảng, một cái dãy những cái từ nhớ, người ta gọi là những cái word á. Mỗi từ nhớ như vậy dĩ nhiên là một cái dãy bit. Thí dụ như cái máy 32 bit chẳng hạn, CPU 32 bit chẳng hạn, thì mỗi từ nhớ là 32 bit. Đơn vị cơ bản trong RAM chúng ta biết là ô nhớ, mỗi ô nhớ một byte ha, nhưng mà thiệt ra là đơn vị truy xuất của CPU trên RAM đấy là từ nhớ ha, là word. Với CPU 16 bit, CPU trên máy PC 16 bit thì nó là từ đời 286 trở về trước á, là từ thời năm tám mấy á. Còn từ năm 90 là chúng ta có chip 386 rồi đúng không? Và chip 386 đó là 32 bit. Đó thì lúc đó cho tới giờ CPU có cái kích thước từ nhớ là 32 bit. Và dĩ nhiên sắp tới thì nó sẽ được mở rộng lên nữa 64 bit, và sau này thì có thể còn lớn hơn nữa. Đó thì như vậy là bộ nhớ chính RAM của ta nó là một dãy những cái từ nhớ, mỗi từ nhớ là một cái dãy bit có kích thước thông thường là lý thừa của 2. Và mỗi từ nhớ nó phải có một cái địa chỉ. Thí dụ như từ nhớ số 0, từ nhớ số 1, từ nhớ số 2, từ nhớ số 3, cơ chế đánh địa chỉ đơn giản nhất là đánh theo cái chỉ số thứ tự tăng dần, bắt đầu từ 0. Với những hệ điều hành đơn chương, tức là loại hệ điều hành mà mỗi thời điểm chỉ cho phép một cái chương trình chạy thôi á, thì cái việc quản lý bộ nhớ là tương đối đơn giản. Tức là trong bộ nhớ chỉ có hệ điều hành và một cái tiến trình người dùng, thì hệ điều hành nó sẽ chiếm một cái vùng nhớ và tiến trình người dùng sẽ chiếm cái vùng nhớ phần còn lại, và tiến trình người dùng sẽ được toàn quyền trên cái phần bộ nhớ dành cho nó. Đó là cái cơ chế quản lý đơn giản nhất. Dĩ nhiên khi nó kết thúc á, thì lúc này là một tiến trình người dùng khác có thể được nạp và nó sẽ được nạp đè lên thôi, và có những cái vùng nhớ mà dành cho tiến trình người dùng hồi nãy là xem như là vùng nhớ trống, và tiến trình mới sẽ được nạp lên ngay trên vùng nhớ đó và lại tiếp tục được toàn quyền trên vùng nhớ mới đó. Nhưng mà trong rất nhiều trường hợp thì cái hệ thống đơn chương không dùng được luôn hoặc là không hiệu quả, và tức là chúng ta phải cố gắng làm sao để hệ thống thành đa chương.
À, trong rất là nhiều trường hợp thì hệ thống liên trường là không hiệu quả và thậm chí là không dùng được. Và nếu mà chúng ta muốn làm hệ thống đa chương mà trên cái máy tính chuẩn, máy bình thường, tức là máy có một CPU thôi, thì lúc này là chúng ta phải chia sẻ nhiều thứ, trước mắt là chia sẻ thời gian và chắc chắn là bộ nhớ cũng phải được chia sẻ. Ngay cả trên máy nhiều CPU thì tuy là nhiều CPU, người ta vẫn sẽ tổ chức một hệ thống bộ nhớ, và lúc này là bộ nhớ vẫn phải được chia sẻ để nhiều tiến trình có thể sử dụng cùng lúc, để có thể nhiều tiến trình chạy được cùng một lúc. Và việc quản lý điều hành bộ nhớ lúc này nó sẽ phải là có nhiều vấn đề lắm, và phải điều hành rất tinh tế mới có thể đạt được cái hiệu quả tối ưu. Ở đây tôi giới thiệu qua những cái mô hình tổ chức quản lý bộ nhớ. Chúng ta xét cái mô hình đầu tiên là mô hình cấp phát liên tục, tức là cái vùng nhớ cấp phát cho tiến trình là cái vùng nhớ liên tục, các từ nhớ trong cái vùng nhớ đó là liên tiếp nhau. Và cái hệ thống đơn chương là cái hệ thống chúng ta sẽ dùng cái hình thức cấp phát liên tục, dĩ nhiên rồi. Và cái cơ chế giải quyết thì chúng ta đã vừa nghiên cứu ở trên đó, nó đơn giản thôi. Chúng ta xét tới hệ thống đa chương. Hệ thống đa chương thì có một cái cơ chế cấp phát liên tục là chúng ta dùng các phân vùng cố định. Tức là chúng ta sẽ chia bộ nhớ ra thành những cái phân vùng cố định. Chúng ta chia bộ nhớ thành nhiều cái vùng, nhiều cái partition đó. Cái chữ phân vùng này từ gốc là partition. Và những partition này không bắt buộc phải bằng nhau. Tức là nó cố định thôi chứ không phải là phải bằng nhau. Rồi các tiến trình mà có nhu cầu bộ nhớ thì sẽ được đặt vào cái hàng đợi. Và chúng ta sẽ lần lượt lấy từng tiến trình ra và chúng ta xem xét coi phân vùng nào thích hợp chúng ta cung cấp cái phân vùng đó cho tiến trình. Chúng ta có hai cái trường hợp ở đây. Là có thể là mỗi phân vùng có một cái hàng đợi riêng. Tôi phải hình minh họa để dễ hiểu hơn. Đây chúng ta có bốn phân vùng, phân vùng thứ nhất đây, phân vùng thứ hai, phân vùng thứ ba, phân vùng thứ tư. Thì trong trường hợp mỗi phân vùng có hàng đợi riêng, chúng ta giải quyết như thế này. Do phân vùng này chúng ta có hàng đợi tiến trình A, tiến trình B, tiến trình C. Và phân vùng này chúng ta có những tiến trình E, F, G gì đó. À, tức là cứ mỗi một phân vùng như vậy chúng ta sẽ có hàng đợi, mỗi hàng đợi như vậy thì có nhiều tiến trình. À, thì với hàng đợi này, trong trường hợp phân vùng này đang là trống thì tiến trình A sẽ được đưa vào. Tiến trình A được đưa vào, dĩ nhiên là lúc này tiến trình A được chạy, còn tiến trình B với tiến trình C phải nằm trong hàng đợi. Rồi trong thời gian mà tiến trình A chạy có thể có một cái tiến trình nào đó lại được phát sinh, và chúng ta quyết định là tiến trình phát sinh sẽ dùng phân vùng số 4. Tiến trình phát sinh giả sử là tiến trình D chẳng hạn, thì tiến trình D sẽ đưa vào hàng đợi, và đương nhiên là đưa vào hàng đợi thì đưa vào cuối. Rồi đến khi tiến trình A chạy xong thì tiến trình ở đầu hàng đợi này sẽ được đưa vào phân vùng, tức là tiến trình B sẽ được đưa vào phân vùng. Dĩ nhiên đưa vào phân vùng rồi thì hàng đợi chúng ta sẽ không còn tiến trình B nữa và còn tiến trình C với D. Và trong trong thời gian tiến trình B chạy, nếu mà có tiến trình nào đó phát sinh và được quyết định là sẽ dùng phân vùng số 4, thì nó lại được đưa vào cuối hàng đợi. Và chuyện này cũng tương tự cho những cái phân vùng còn lại, tức là các cứ mỗi phân vùng như vậy nó sẽ có hàng đợi tiến trình, là những tiến trình cần đưa vào phân vùng đó. Và đây là cái cơ chế là dùng dùng nhiều hàng đợi, mỗi phân vùng có một hàng đợi. Dĩ nhiên là chúng ta có thể dùng cơ chế khác, đấy là chúng ta có một hàng đợi duy nhất, một hàng đợi duy nhất thôi. Và khi có phân vùng trống thì tiến trình trên đầu hàng đợi sẽ được xem xét đưa vào phân vùng trống đó. Rồi sau đó phát sinh một phân vùng trống nào đó khác, tức là tiến trình ở phân vùng đó dùng coi như là đã dùng xong bộ nhớ, đã hoàn thành, thì tiến trình ở đầu hàng đợi sẽ được xem xét đưa vào phân vùng đó nếu được, nếu đủ kích thước. Thì đấy là cái cơ chế hệ thống đa chương với những phân vùng cố định. Chúng ta có hai trường hợp con là có dùng một hàng đợi thôi, dùng một hàng đợi thôi, hoặc là trường hợp thứ hai là dùng nhiều hàng đợi. Dùng nhiều hàng đợi thì mỗi một phân vùng là có một hàng đợi riêng của nó. Và cái
trường hợp này là phân vùng sẽ là cố định, tức là kích thước của phân vùng, vị trí và kích thước các phân vùng là cố định. Chúng ta có thể đưa ra một cách giải quyết nữa, đấy là chúng ta có những phân vùng động. Chúng ta sẽ dùng hệ thống đa chương với những phân vùng động. Tức là khi tiến trình được đưa vào hệ thống thì một cái vùng nhớ trống vừa đúng với kích thước mà tiến trình đó cần sẽ được cấp phát cho tiến trình đó. Dĩ nhiên là các vùng nhớ trống còn lại trong bộ nhớ sẽ được dùng cho những tiến trình khác kế tiếp. Và khi tiến trình này kết thúc, một tiến trình nào đó kết thúc, thì cái vùng nhớ tương ứng mà nó đang được cấp phát sẽ được giải phóng. Và dĩ nhiên là sau khi giải phóng xong thì cái vùng nhớ của tiến trình tương ứng vừa hoàn thành đó sẽ thành vùng nhớ trống. Thì như vậy chúng ta có thể dùng bộ nhớ một cách tối ưu hơn so với lại là chúng ta dùng phân vùng cố định. Lúc này thì số lượng phân vùng nó sẽ là không phải là con số cố định nữa. Bộ nhớ được dùng tối ưu hơn. Nhưng mà phát sinh ra vấn đề bây giờ chúng ta phải quản lý được cái vùng nào là vùng trống và vùng trống đó kích thước bao nhiêu. Thì cơ chế quản lý chỗ trống bây giờ chúng ta có thể dùng cơ chế bitmap. Tức là bộ nhớ chúng ta chia thành những cái đơn vị cấp phát. Và mỗi bit trên cái dãy bitmap, bitmap đây là một cái dãy bit, thì mỗi bit trên cái dãy bitmap này nó sẽ quản lý một cái đơn vị cấp phát đó. Cái đơn vị cấp phát đây chúng ta hoàn toàn có thể dùng để là từ nhớ, tức là mỗi đơn vị cấp phát là một cái từ nhớ. Đó, thì cái bản đồ bit chúng ta, dãy bitmap của chúng ta nó chỉ đơn giản là một cái mảng ánh xạ, một cái mảng index, giống như là cái phương pháp trong phần hệ thống quản lý tập tin mà tôi đã nói. Và chúng ta có thể quy ước một cách bình thường, đấy là nếu bit chúng ta mang giá trị không thì cái đơn vị cấp phát mà nó quản lý là ở trạng thái trống. Còn bit mang giá trị 1 thì có nghĩa là đơn vị cấp phát đó là ở cái trạng thái đã được được cấp rồi, tức là không còn trống nữa. Thì như vậy là chúng ta nhìn trên dãy bitmap này, chúng ta sẽ nhìn ra được là chỗ nào còn trống và kích thước chỗ trống đó là bao nhiêu. Cái cơ chế quản lý chỗ trống thứ hai đó là chúng ta dùng danh sách liên kết. Trong đó mỗi phần tử của danh sách liên kết á, nó sẽ quản lý một cái vùng luôn chứ không phải là một cái đơn vị cấp phát nữa. Và mỗi phần tử cần phải có những thông tin như thế này. Thứ nhất là trạng thái của vùng. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng cái trạng thái H là lỗ trống ha, chỗ trống, hay là trạng thái B là tiến trình reset ha, là không trống. Dĩ nhiên là cái trạng thái vùng đây chúng ta sẽ có hai giá trị thôi, giá trị trống hay không trống. Chúng ta dùng cái hình thức gì cũng được, đây tôi dùng từ H với B để biểu thị. Rồi thông tin thứ hai mà chúng ta cần có trên phần tử đấy là vị trí bắt đầu của vùng, và thông tin thứ ba tương ứng đấy là kích thước của vùng. Thông tin thứ tư đấy là vị trí của vùng kế tiếp này, còn trỏ đó, trỏ để mà trỏ tới vị trí kế tiếp. Đây là hình minh họa. Ở đây chúng ta đánh các cái đơn vị cấp phát theo chỉ số bắt đầu từ không ha. Ví dụ ở đây vị trí này là vị trí không nè, đây vị trí 1, vị trí 2, vị trí có chữ A là vị trí 2, kế tiếp vị trí 3, vị trí 4, rồi vùng trống bắt đầu tại vị trí 5 và nó chiếm ba cái vị trí, đó là 5, 6, 7. Tiến trình A thì nó chiếm 5 vị trí từ 0 cho tới 4, còn vùng trống bắt đầu là từ 5 cho tới 7. Rồi tiến trình B nó sẽ chiếm những vị trí từ 8, 8 rồi 9A, 8, 9 là 10 ha, 11, 12, 13, từ 8 đến 13 là của tiến trình B. Còn tiến trình C là từ 14 cho tới 17, đúng không? Và vùng trống kế sau tiến trình C là 18, 19. Rồi D là bắt đầu từ 20 cho tới 25, E là từ 26 cho tới 28. Và vùng trống kế nữa là từ 27 cho tới 29 ha. Rồi. Với phương pháp bitmap á, thì đơn giản rồi. Chúng ta có dãy bit. Ở đây dãy bit này vì không đủ không gian cho nên chúng ta xuống dòng nữa ha. Thì dãy bit này đầu tiên chúng ta có